Xin chào mọi người, mình đang trên đường tới một ngôi chùa của đồng bào người Khmer, tọa lạc tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Chùa tên là A Ra Nhất. Xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang đi trên đường đi đến một cái ngôi chùa rất là đặc biệt. Nó là một ngôi chùa mang đậm nét văn hóa của người đồng bào Khmer. Là một trong những ngôi chùa được xem là cổ nhất tỉnh Hậu Giang cũng như là cổ nhất đồng bằng sông Cửu Long. Chùa được xây dựng vào năm 1632. Khi người dân Khmer ở đây muốn xây dựng ngôi chùa này để làm nơi tín ngưỡng tôn giáo và sinh hoạt tinh thần vào các dịp lễ hội. Được sự đồng lòng của tất cả mọi người, chùa A Ra Nhất đã được xây dựng. Trải qua nhiều năm tháng, chùa A Ra Nhất vẫn là điểm tựa tinh thần của biết bao nhiêu thế hệ của người Khmer tại đây. Trong những năm kháng chiến chống Pháp đánh Mỹ, chùa A Ra Nhất cũng là nơi nuôi chứa cán bộ cách mạng hoạt động tại địa phương. Vì vậy mà chùa nhiều lần bị Pháp và Mỹ đánh phá, nặng nhất vào năm 1968 khi Mỹ ném bom trúng ngay khu vực chính điện khiến ngôi chùa gần như bị phá hủy hoàn toàn. Sau này thì Phật tử khắp nơi đã quyên góp tiền bạc để xây dựng lại chùa. Sau nhiều lần xây dựng tu sửa thì chùa A Ra Nhất đã khang trang hơn trước rất là nhiều, với một chính điện và ba tăng xá, với diện tích hơn 1.200 m², cũng giống như bao ngôi chùa Khmer khác. Chùa A Ra Nhất có kiểu kiến trúc độc đáo với nét chạm trổ, điêu khắc đặc trưng của các ngôi chùa Khmer Nam Bộ. Đến hôm nay thì chùa A Ra Nhất vẫn tiếp tục trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của các Phật tử ở địa phương. Kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ. Đối với cộng đồng người Khmer sinh sống ở Nam Bộ, ngôi chùa không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa mà còn là nơi đại diện cho bộ mặt cuộc sống của người dân tại địa phương. Bởi vậy, những ngôi chùa Khmer Nam Bộ được xây dựng dựa trên tinh thần văn hóa Phật giáo Tiểu Thừa thông qua nét kiến trúc và trang trí độc đáo. Người Khmer quan niệm Đức Phật luôn ở bên họ để che chở và ban phúc lành, nên hầu như ở các phung sóc, người dân tự nguyện đóng góp để xây dựng ngôi chùa riêng cho địa phương mình. Trong hơn 1 triệu người dân Khmer sinh sống ở khu vực Nam Bộ, có đến khoảng 600 ngôi chùa Khmer lớn nhỏ, trong đó
Có những ngôi chùa có niên đại xây dựng cách đây vài thế kỷ, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia như chùa Ân, chùa Mẹt, chùa Hang, chùa Dơi. Chùa Khmer thường được xây dựng trên một khu đất rộng, bao bọc bởi những hàng cây dầu, cây thốt nốt hay rừng tràm xanh tươi. Tổng thể một ngôi chùa Khmer gồm cổng chùa, tường trào, ngôi chính điện, tháp đựng cốt, tăng xá, nhà hội, an xá. Trong đó, nổi bật và quan trọng nhất là ngôi chính điện được xây dựng ở trung tâm của ngôi chùa. Ở mỗi ngôi chùa Khmer, chính điện được xây dựng theo hướng đông tây với quan niệm Đức Phật luôn ngự ở phía tây, nhìn về hướng đông mà ban phước lộc cứu độ chúng sanh. Nóc chùa được thiết kế theo một tổng thể hình tam giác cân. Mái chùa có 3 cấp, mỗi cấp được chia thành 3 nếp. Nếp giữa lớn hơn, hai nếp phụ hai bên bằng nhau, không có tháp nóc. Ở 4 góc nóc, mái chính điện được trang trí hình tượng 4 đuôi rồng uốn lượn, tạo cảm giác uyển chuyển, mềm mại cho ngôi chùa. Mặt tường ngoài của chính điện thường trang trí các phù điêu đắp nổi, thể hiện các hình tượng tiên nữ xinh đẹp, chim thần rớt nâng đỡ mái chùa, chằn vết hung dữ, đầu thần bay giòn bốn mặt, được lấy từ văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Khmer. Bên ngoài chính điện là dãy hành lang, tạo ra khoảng không gian thoáng mát. Những chú rắn naga uốn lượn ở hai bên bậc thang hành lang đại diện cho những thế lực tà ác đã bị Đức Phật quy phục. Không gian trong chính điện của chùa Khmer được trang trí khá đơn giản với một bệ thờ theo hình một tòa sen chia thành nhiều cấp và trang trí trau chuốt, cẩn thận để thờ Đức Phật bên trên. Tượng Phật Thích Ca được chạm khắc hài hòa với không gian chính điện và có thể tạo dáng ở nhiều tư thế, đứng, nằm, ngồi, thể hiện sự đa dạng, phong phú về ý nghĩa đạo đức và vẻ đẹp của Đức Phật. Trên tất cả các bức tường hay khắp các cột kèo, cánh cửa đều được các nghệ nhân Khmer điêu khắc và trang trí bằng những hình ảnh được lấy cảm hứng chủ yếu từ cuộc đời của Đức Phật và đời sống của cộng đồng người Khmer, tạo nên nét độc đáo rất riêng cho ngôi chùa. Nhìn chung, chùa Khmer là trung tâm sinh hoạt văn hóa xã hội, là trung tâm của các lễ hội truyền thống của người dân. Thông qua nghệ thuật kiến trúc xây dựng trên các ngôi chùa, người Khmer muốn giữ gìn nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng Phật giáo cùng tinh thần hướng thiện đến cộng đồng.